Jumbo S2, Jumbo J2, xoét cao quốc dân, selfie đẹp cho mọi người. Mèn đét ơi, thời đại gì đâu mà chụp hình up trên Facebook, đứa nào đứa nấy xấu bành sát gì nè trời, ai có cách gì cải thiện được hay không? Cha, mệt quá. Sao con? Cái điện thoại cha mua cho con chụp hình xấu quắc à, đăng trên mạng 3 ngày rồi không được một like nữa. Cha nửa like còn có nữa. Mấy cái điện thoại này cha nghỉ dùng đi con. Cha chuẩn bị dùng cái của cha luôn nè. Xấu bành sát luôn. Xấu muốn nói ghẻ luôn á. Cha con mình dùng ha. Ừ, dùng đi. Dạ, thần là sân núi, thần sân nước, ý lộn, thần sân tinh, thần thủy tinh. Hello Kitty. Hôm nay thần tới đây để xin vớt cục nợ của bệ hạ nè. Bệ hạ, để thần vớt trước cho. Vậy tao tưởng là tụi nó tới vớt tao không chứ, thì ra là vớt con. Bây giờ như vậy, hai đứa quyết tâm là muốn vớt con gái của ta có đúng không? Hả? Thôi bây giờ như vậy, ta có thử thách như thế này. Nếu mà một trong hai đứa đó, đứa nào mà làm con gái của ta nó động lòng trước thì ta sẽ kêu con gái của ta nó cho hai người vớt, có chịu không? Làm sao để được động lòng hả? Chút nữa hai cha con chúng ta sẽ lấy cái điện thoại cũ này đem đi tạc luôn, nên con Kitty của ta cần một cái điện thoại mới để sử dụng. Mà cái điện thoại này phải có camera ảo tùng chảo, có đôi có cặp đàng hoàng, giống như sở hữu chiếc điện thoại selfie này cảm thấy giá hời như trúng tờ giấy số 4 tỷ. Nếu như một trong hai người mà tìm ra được cái cặp đôi điện thoại nào mà ảo tùng chảo được như vậy thì cục cưng của ta Kitty sẽ nâng khăn sửa túi cho thằng nào có túi có khăn. Thiệt không? Tao thề, ngày xưa Sơn Tinh thắng Thị Tinh lấy được vợ, nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần hai tụi bay có điện thoại đẹp tao cho nó vớt hai tụi bay luôn. Kitty nói là Kitty giữ lời, chỉ cần một trong hai anh tìm cho ta cái điện thoại nào mà selfie đẹp lung linh, ảo tung chảo thì ta thề với các ngươi luôn á, ta sẽ nâng khăn sửa túi cho anh nào mà kiếm tới điện thoại cho ta trước tiên. Còn hai tụi bay tới liền cùng lúc thì nó vớt tụi bay lúc liền luôn á. Yes, tao biết tìm ở đâu rồi. Hai cha con ở lại cắn hột dưa nha, tôi đi tìm đây. Ê, mày đâu mày? Mày đâu hả? Chờ tao dưới coi. Sơn Tinh, chờ tao dưới. Ê, ông Bụt, có cách nào té xuống trần gian nhanh nhất không ông Bụt? Để tôi tranh thủ tôi tìm mấy cái điện thoại đem về cho nhà vua với công chúa để họ tác hợp cho tôi. Có tiền không mà đi. Tôi còn lưng quần à. Vậy thì mày té giếng đi. Được. Ấy chà, quốc dân là anh, soái ca quốc dân là anh, ở soái ca quốc dân là anh. Anh là Sơn Tinh, lễ vật đầy mình, từ rừng xanh bước xuống, giữ nàng về dinh. Quẩy, ông Bụt e lại, có cách nào cho tôi xuống trần gian nhanh nhất hay không hả? Có tiền không? Một đống, thằng này good. Anh là thủy tinh, cưỡi con cá kinh, em có muốn cùng anh ăn hải sản linh đình. Anh đây có tấm lòng trước sau như một, được soái ca mạnh mẽ, xứng danh là giường cột vừa. Đáng mắt anh hào là dễ mến bánh bao, đình ngọ ý vườn đào hoài lòng mình đương ra sao. Yeah. Soái ca đây hả chàng ơi, hãy đến lắng nghe em này. Đừng có chia rẽ nhau mà hãy kết hợp như một bộ đôi. Thế gian mọi người đẹp xinh, hạnh phúc ấm no muôn đời. Nhờ có hai chàng trai tài ba, soái ca đây xanh là thế.